Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Nghệ thuật nói xấu người khác sao cho đúng cách của tác giả Mai An Vi. Mình là Quỳnh Anh, sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Nghệ thuật nói xấu người khác sao cho đúng cách. Có lẽ với tên tựa đề này sẽ có hai thái cực mâu thuẫn. Một bên tạm gọi là tầng lớp thanh niên nghiêm túc, coi nói xấu người khác là một việc hoàn toàn tiêu cực, gây ảnh hưởng đến người khác, làm gì còn có thể bàn đến việc nói xấu cho đúng cách. Một bên tạm gọi là tầng lớp chuyên lầy lụa, suy nghĩ open, kiểu coi việc nói xấu giống như một hình thức xả stress, có xu hướng nghĩ nói cho vui miệng vậy thôi, chứ đâu có giữ trong lòng đâu, hay đâu có ý gì đâu. Nhưng mình mong bài viết này sẽ gộp cả hai thái cực này lại làm một. Còn ai cảm thấy mình đã thống nhất được rồi, hoặc không có ý định thống nhất, thì thôi. Bài viết trước mình có kể rằng lúc cấp 3 mình đi học thì mình rất kén bạn thân. Những đứa mình chơi cùng thì cực kỳ ít máu khẩu nghiệp hay xét nét khuyết điểm về cuộc sống của những cá nhân khác, dù là về bất cứ mặt nào đi chăng nữa, ngoại hình, gia thế hay lối sống, vân vân. Đương nhiên, dù không nói ra thì cũng không có đồng nghĩa với việc trong suy nghĩ của bọn mình chẳng có một chút mảy may gì là để ý hay đánh giá về những người ấy. Nhưng bọn mình chỉ giữ trong đầu. Lúc đó, tiêu chí chọn bạn của mình đơn giản là như vậy. Phần 1. Mình không thích nói xấu người khác vì một số lý do sau đây. Thứ nhất, đó là một cảm giác không an toàn của mình. Kể cả có thân cách mấy, mình cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng rằng người được nghe sẽ không đem đi kể lại với nhân vật chính. Chắc mấy bạn cũng được nghe thiên hạ đồn nhiều về câu nói truyền thuyết "Tao không kể cho ai nghe đâu". Thứ hai, những nhân vật nghe chuyện cực kỳ nguy hiểm có đặc điểm sau đây. Nghe một nửa, hiểu một phần tư và kể lại gấp đôi. Thành thử nhiều khi, chuyện chỉ bé có tí xíu nhưng lại có thể gây chết người. Như vậy thì mình có nguy cơ dính vào mấy chuỗi drama lằng nhằng dây nhợ. Nhưng mình không muốn như vậy. Mình chỉ muốn sóng yên biển lặng. Thứ ba, hồi đó mình quan niệm rằng những người hay đi nói xấu người khác là những người có suy nghĩ ích kỷ. Nói xấu người khác là một cách đơn giản nhất, nhanh chóng nhất để họ có thể hạ thấp giá trị của người khác và phần nào nâng lên giá trị của bản thân. Ví dụ, khi bạn nói rằng A có mái tóc mới trông thật xấu, thì chẳng khác gì mấy với việc bạn tự nhận rằng mình có mái tóc đẹp hơn A, nên bạn mới tự tin đi nói xấu về mái tóc của A với những người khác. Thứ tư, mình không muốn bị thay đổi ấn tượng về ai bởi lời nói tác động của người khác. Khi mình đang nghĩ tốt về một ai đó, tự dưng có người khác đến nói với mình rằng họ không phải như mình nghĩ và rồi luyên thuyên kể ra những câu chuyện cực kỳ thuyết phục để mình tin tưởng rằng họ thực sự là một người xấu tính. Dù lý trí có vững vàng đến mấy, mình thừa nhận rằng mình sẽ bị lung lay một phần bởi những lời nói đó và mình sẽ giữ lại những lời nói vô căn cứ đó trong đầu một cách vô thức. Mà mình cũng không thích như vậy. Mình muốn bản thân tự ấn tượng và rút ra những nhận định về người khác bằng cách tiếp xúc trực tiếp với họ, chứ không thông qua bất kỳ một lời kể nào hết. Thứ năm, mình không tự tin vào bản thân. Khi mình nói về vấn đề của người khác một cách tiêu cực, mình còn không dám chắc rằng bản thân mình có mắc phải nó hay không. Như thế thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Nhưng mình nghĩ việc gì cũng có hai mặt của nó. Vậy thì nói xấu cũng phải có mặt tốt, mặc dù có khi lại là mặt tốt cho mình nhưng độc hại cho người khác. Phần 2. Một số lợi ích đến từ việc nói xấu. Nói xấu người khác là một hình thức xả stress cực kỳ tốt đối với nhiều người. Hàng ngày chúng ta ra đường, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau và có hàng tá thứ khiến cho chúng ta không thích, không hài lòng về họ trong nhiều khía cạnh. Dù nó xuất phát từ những định kiến mâu thuẫn trong tư tưởng của chính chúng ta, thì việc tiếp xúc, chứng kiến những điều đó khiến chúng ta cảm thấy buồn phiền và bức bối. Phàm cái gì cứ giữ trong đầu không nói ra, thì có ngày sẽ giống như quả bóng đầy hơi mà nổ tung ra mất. Hoặc nếu không nổ tung ra, thì nó cũng nổ từ từ, bằng việc chúng ta ngày càng trở nên cau có một cách vô lý trong mắt mọi người.
Nói ra là không đúng, nhưng chúng ta cần có sự chia sẻ, lắng nghe đến từ người khác. Nhiều người còn muốn được ủng hộ. Trong triết học thì bảo mâu thuẫn là động lực để thúc đẩy sự phát triển. Nói xấu người khác là khoảng thời gian mà hầu hết chúng ta ngồi mổ xẻ vấn đề của người khác một cách khá cặn kẽ. Sau khi mổ xẻ, phân tích nhiều mặt lợi hại như thế, thì chúng ta sẽ ít nhiều rút ra được điều gì đó. Một hướng đi, kinh nghiệm mà chúng ta cho rằng nó sẽ tốt hơn cho bản thân chúng ta. Nói xấu giúp chúng ta kết nối hơn với bạn bè. Nghe hơi vô lý, nhưng thực tế thì đúng là như thế. Thường những người chơi chung với nhau hay kể xấu về người khác cho nhau nghe thì sẽ thân thiết với nhau hơn. Như kiểu đối phương có thể cho chúng ta thỏa mãn được cái bản tính xấu của mình một cách bình thường và không xem nó là một điều gì ghê gớm lắm, thậm chí còn hào hứng tán đồng và ủng hộ. Nói xấu giúp giảm bớt sự tự ti. Khi chúng ta nói về những mặt không tốt hoặc lỗi lầm của người khác, chúng ta sẽ có cảm giác vui vui và tự an ủi rằng bản thân cũng không đến nỗi tệ. Đây là một niềm vui độc địa, đã được trình bày khá sâu sắc trong một bài báo mà mình cực thích trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần. Không phải lúc nào nói xấu cũng hoàn toàn là những lời bịa đặt. Không tính những trường hợp đố kỵ, ganh ghét, nói lời vu khống cho người khác, thì việc nói xấu còn thường đến từ trải nghiệm cá nhân của người nói, muốn kể lại cho người khác nghe để đề phòng những đối tượng xấu và để người nghe có kinh nghiệm sẽ biết cư xử hay là xử lý cho phù hợp. Và từ đó thì ra đời bài viết này của mình, đến lúc vào trọng tâm rồi đây. Phần 3. Làm thế nào để nói xấu người khác đúng cách? Đúng cách ở đây có nghĩa là mang về nhiều lợi ích nhất có thể và hạn chế tối đa những hậu quả. Đương nhiên, nó chỉ đến từ kinh nghiệm của cá nhân mình và có thể không phù hợp trong một số trường hợp. Thế nên mình sẽ rất cần sự góp ý của mọi người ở phần comment bên dưới. Thứ nhất, không chỉ đích danh nhân vật bị nói xấu. Không nói tên, cũng không nói ra info hay đặc điểm đặc trưng của nhân vật bị nói xấu. Thay vào đó, hãy xem như mình đang nói xấu một nhân vật vô danh nào đó mà người nghe không thể biết đó chính xác là ai. Bắt đầu bằng những câu đại loại như: "Ê, tao có biết một đứa như thế này nè, và tao cảm thấy không hài lòng với việc ABCXYZ của nó." Hãy giữ vững lập trường khi đứa bạn cứ nằng nặc hỏi đó là ai nhé. Hãy nghĩ đến những hệ lụy về sau nếu nó đem kể cho cả thế giới biết. Bạn sẽ bị mọi người nhìn ngó như một đứa mách lẻo, khẩu nghiệp, bị giảm giá về nhân phẩm, hay bị người khác nghi ngờ và còn có nguy cơ xảy ra mâu thuẫn cao với người mà bạn đã nói xấu. Mình thấy nhiều trường hợp còn đi nói xấu cả bạn thân này của mình với bạn thân khác. Mặc dù vẫn biết là có chơi thân đến mức nào đi chăng nữa, thì đôi khi cũng sẽ có một vài khía cạnh của đứa bạn mà mình sẽ không thích, mình muốn kể. Và trong một vài phút cao hứng để bị lộ chuyện, thì thế là hết. Tình anh em chắc có bền lâu. Thứ hai, nói xấu đúng trọng tâm của vấn đề. Tức là hiểu vấn đề mà mình muốn nói xấu là gì. Hãy hạn chế tối đa việc suy nghĩ của bản thân dần trở nên bị tha hóa, ích kỷ, đố kỵ trong những lời mình nói ra về người khác. Ví dụ, bạn muốn nói xấu về tính lười biếng của một cô gái nào đó mà bạn không thích, thì hãy tập trung xoay quanh chủ đề đó. Đừng có nói theo kiểu như này: "Con nhỏ ấy chẳng được cái gì ngoài mã sinh gái. Tính tình lười biếng như thế mà cũng quen được anh ngon dài, lại còn giàu có nữa. Anh đấy vô phúc vì không biết nó lười biếng cỡ nào. Nếu anh ta không phải kiểu người có suy nghĩ nông cạn, thì chắc cũng chỉ là vui chơi qua đường." Như vậy là bạn đã bắt đầu đi xa ra khỏi vấn đề rồi đó. Những kiểu nói như thế sẽ nuôi dưỡng cho tâm hồn bạn ngày càng một đen tối thêm. Thứ ba, khi nói xấu ai đó, hãy nhìn nhận một hoặc vài khía cạnh tích cực nào đó khác của họ. Có chê thì cũng có khen, nói xấu người khác để rút kinh nghiệm thì cũng hãy nói tốt về họ để thúc đẩy bản thân phát triển lên. Đừng biến việc nói xấu người khác trở nên vô nghĩa hoặc trở thành cái cớ cho sự ghen tị của mình, mà hãy xem nó như một việc làm tích cực, mang về lợi ích cho bản thân mình. Ví dụ, cái đứa đấy tuy nói chuyện hơi vô duyên, nhưng lại rất giỏi tính toán và chăm chỉ. Tao cũng muốn được giỏi như nó, nhưng sẽ không nói chuyện vô duyên như thế đâu. Thứ tư, nhìn nhận lại bản thân xem mình có mắc phải vấn đề tương tự hay không. Nhiều lúc chúng ta ngồi huyên thuyên hàng giờ nói xấu người khác một cách vô tội vạ, không lối thoát, rồi sau đấy chợt nhận ra bản thân mình cũng có vấn đề ý chàng như vậy. Vậy là suy nghĩ chúng ta bắt đầu xảy ra một cuộc mâu thuẫn, nghĩa là chúng ta không đồng ý với một điều gì đó, nhưng lại cho phép bản thân làm điều đó. Như thế thì thật là ấu trĩ. Nên sau khi nói xấu người khác, bạn cũng có thể nói thêm với đứa bạn rằng: "Nhưng tao cảm thấy tao cũng mắc vấn đề tương tự, làm thế nào để khắc phục đây?" Đương nhiên,
bạn sẽ trở thành một đứa nói xấu người khác thật tử tế trong mắt của đứa bạn. Khi nghe bạn kể, nó sẽ cảm thấy bạn thật là thành thật với bản thân, ngay cả khi bạn đang nói xấu người khác, nghe cũng khá gì và này nọ. Hơn nữa, bạn còn có thể nghe được những lời khuyên bổ ích từ nó. Thứ năm, nói xấu một cách sâu sắc. Đây là tip mà mình tự nghĩ rằng nó là level đỉnh cao của việc nói xấu. Khi chúng ta biết mở rộng từ vấn đề của một cá nhân thành một vấn đề gì đó đáng được bàn luận nghiêm túc, có thể là một vấn đề chung của xã hội, hoặc tìm hiểu thêm để mổ xẻ nó một cách mang tính khoa học, có vẻ học thuật một tí, phân tích nguyên nhân và tìm ra giải pháp. Ví dụ, sau khi sổ một tràng hà hê về những biểu hiện lười biếng của ai đó, chúng ta có thể nói mở rộng thêm về hiện tượng lười biếng của giới trẻ chẳng hạn. Vậy thì câu chuyện sẽ dài không hồi kết, bạn được nói xấu hả hê luôn. Nói xấu một người không đã, thì mình nói xấu cả thế giới. Và nếu người bị nói xấu là một người bạn thân, hoặc có một mối quan hệ khá tốt với bạn, hy vọng bạn có thể nhẹ nhàng mách nhò cho họ giải pháp mà bạn vừa tìm thấy, để họ có thể thay đổi tích cực lên. Nó vừa cải thiện mối quan hệ giữa hai bạn, vừa khiến bạn cảm thấy mình vừa áp dụng được một công trình nghiên cứu vào cuộc sống, và cũng tạo ra được một giá trị nho nhỏ, nhưng hay ho. Thứ 6, giải pháp tự kỷ, viết nhật ký rồi chôn xuống lòng đất. Mình có một vài lưu ý nhỏ. Lẽ ra mình định chia ra theo từng loại, như nói xấu về ngoại hình, về điều kiện cá nhân, về lối sống, vân vân, nhưng mình đã không chia ra như thế. Vì mình cảm thấy chúng ta vẫn có thể áp dụng linh hoạt những cách trên. Bài viết là quan điểm, lời khuyên chủ quan không có nêu chứng minh khoa học ở đây. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, thì mình xin chân thành cảm ơn. Mình sẽ tiếp nhận góp ý đến từ mọi người. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nha. Và nếu các bạn còn thích những nội dung tương tự như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm hiểu thêm nữa. Mình là Quỳnh Anh, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.